Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên đảo Thiên Đường nha anh em, và phát hiện ra là có ngay một đứa ở phía trước này mọi người. Hẳn là ăn nấm cả em. Ok, anh qua chơi luôn với chú này. Làm sao hả em ơi? Đây hả? Ui, công nhận là thanh niên này dựng tường băng nhanh thật đấy. Ok thôi em ơi, úi dồi ôi, vẫn chưa lên bảng cơ à? Công nhận là ngày hôm nay thì UMP nó lại xây kém vãi trưởng nhỉ. Ok, như vậy thì khá là đơn giản, mình đã có được một mạng đầu tiên. Và đây, tranh thủ lượm cơ nào. Ăn đủ đậu xanh. Thì ra là cái thằng này nó xài cái giáp chống nổ đầu trận. Nên là công nhận là tôi mà cầm UMP, tôi xây nó khó khăn vãi trưởng nha em ơi. Từ từ để mình coi xung quanh cái khu này xem là có ai không nhỉ. Hiện tại thì mình vừa đổi qua khẩu XM8 với lại chơi khẩu AK này. Lấy AK coi như là bắn ở gần ấy, phá giáp nó đã hơn UMP rất là nhiều anh em ạ. Mỗi tội thì AK các bạn sẽ đánh đổi lại đó là bắn nó giật, nhưng bù lại cái lượng sát thương của nó cao. Được chưa anh em? Nên là mình vẫn để AK là một khẩu súng bắn gần ở trong đây nhá. XM8 thì nó cơ động hơn. Đó, nói chung là như vậy. Và quan trọng là chúng ta sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều mạng ở trong cái ván đấu này nha mọi người. Hiện tại thì Kẹo đang trang bị cái bộ trang phục vẹt xanh này. Đậu xanh này em ơi, vẹt xanh thì vừa hạ gục thêm được một mạng nữa. Và mạng thứ hai này vô cùng là dễ dàng luôn nha mọi người. Thằng bé nó canh ngay mình ở cầu thang, nhưng mà với một cái pha xử lý hết sức là đơn giản như vậy thì mình có thể là dễ dàng hạ gục nó luôn ấy chứ anh em. Tôi thấy là cái bộ trang phục này nó cũng là ngầu, bởi vì là mình tham gia cái event gì mà anh em tham gia cái event tôi mở mấy cái thẻ tích lũy được bao nhiêu thẻ đấy, 80 thẻ mới đổi được cái bộ trang phục vẹt xanh này. Hiện tại thì sự kiện vẫn đang có trong thông báo, anh em vào và tham gia nhé. Ok, như vậy là mình cũng đã có một cái khẩu súng P90 này với lại một khẩu Ska, combo vô cùng là hoàn hảo. Nhưng mà nếu như mà có được MP40 thì mình sẽ thích MP40 hơn là cái khẩu P90 này anh em ạ. À, để mình lượn lờ xung quanh mấy cái khu này coi. Rồi nha em ơi, sau đây anh em, dạo gần đây thì Kẹo hơi bận xíu nên là có làm ít video. Lên trên một xíu nào, từ từ, một đứa ngay phía trên cả. Ăn lựu đạn nhé em ơi, xem là chú chạy được đâu nổi hả em ơi. Lên trên và sơi cho nó luôn nhỉ anh em. Úi dồi ôi, làm sao đấy. Úi dồi ôi, làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi, và headshot luôn nhé. Đơn giản mạng thứ ba. Với những cái mạng đầu trận như này thì anh em chơi game nó đơn giản thôi, không sao cả. Mà tôi cũng nhận là cái bộ trang phục vẹt xanh này nó lộng lẫy vãi trưởng. Như này thì chắc là lại làm cái tâm điểm của sự chú ý trong ván đấu này rồi. Ok, như vậy là mình lại đổi lại sang cái khẩu Ska này. Quan trọng là lượm lộn súng mà thôi. Được chưa anh em? Rồi, 9 túi máu thì anh em tha hồ mà xài luôn nhé. Để mình sẽ lượn lờ qua cái phía này coi. À mà quên mất một điều là Kẹo còn chưa bơm máu nữa này. Anh em chơi game thì để ý cái máu của mình nhá. Bơm máu đây chơi game mới phê anh em ạ. À, anh em mới có thể là... Đó, anh em tự tin hơn rất nhiều khi mà anh em đầy máu. Điều đó thì nó là một cái điều tất nhiên rồi. Đây mình đang cố gắng lượn lờ ở quanh cái khu này coi, nhưng mà hiện tại thì không thấy ai cả. Khá là ngon, có luôn MP40. Như này thì đã đủ ổn chưa anh em ơi? Thật sự thì MP40 mình bắn nó cực kỳ là quen rồi, nên là hạ gục mạng bằng khẩu súng này mình vô cùng là tự tin nhé. Lượn lờ quanh cái khu này con nào anh em ơi? Ok, còn lại 24 người chơi nữa cơ. Không sao cả, từ từ rồi là chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng thôi nha mọi người. À đây. Úi dồi đây hả, làm sao vậy? Đây hả, làm sao vậy? Ok, chạy qua đây. Làm sao? Đây hả? Úi dồi, làm sao? Thằng bé này công nhận là sấy kẹo thấm vãi trưởng nha em ơi. Không có đùa đâu nha. Lên bảng đếm số này em ơi. Thanh niên tính ăn kẹo nhưng mà ăn kẹo đâu có dễ. Ơ kìa, lại có một đứa vừa đến nữa anh em ơi, nó ngay phía trên này. Ok ok, đây các bạn ơi, từ từ qua đây em ơi. Đúng rồi, cái đầu kia.
Úi dồi, cái đầu đấy hả? Cái đầu đấy hả? Cái đầu đấy thì tất nhiên là vỡ đầu rồi em ơi. Thật sự là chia buồn với bạn luôn nhá. Chơi cái kiểu như vậy thì vỡ đầu là đúng rồi, ngồi yên một chỗ để cho tôi căn sọ vậy. Rất là đáng tiếc vì bạn đã phải ra đi vô cùng là sớm ở trong cái ván đấu này. Chạy qua đây nói anh em ơi. Ngoài này mình chưa thấy thêm ai nữa này. Qua tạm chỗ này coi. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên phía trên một xíu nhá. Xem là người đâu cả rồi này. Chưa thấy ai các bạn ơi. Thế này thì kiếm đâu ra người ta? Chịu luôn anh em ạ. Vâng, và các bạn có thể thấy được rằng là trong vài đấu này còn lại là 19 người chơi nữa. Thôi thì chúng ta hãy cứ từ từ và đi săn từng mạng một nào anh em. Đu dây này. Đu dây lên trên cái khu vực đó là cánh đồng luôn nhé. Bình thường thì khi mà kẹo nhảy dù tại cái khu thị trấn này ấy, thì một lát sau mình sẽ chạy lên cánh đồng. Loanh quanh ở cái khu này mà kiếm được 10 kill thì nó vô cùng là đơn giản thôi. Cũng tùy trận, đã nói thật với anh em là có nhiều trận ấy tôi kiểu như là chạy mãi để đi săn mạng nhưng mà lại không thấy ai thì thật sự là hơi bị buồn. Riêng nếu mà tính kẹo chơi game Free Fire này thì mình thích tính nó cơ động hơn, tức là liên tục di chuyển và liên tục săn mạng. Nói thật với anh em là mình vô cùng là không thích những cái bạn mà kiểu hay thủ nhà các kiểu đấy, nhưng mà tùy theo chiến thuật của anh em thôi. Còn kẹo thì thích săn mạng, năng động mà anh em. Đấy là cái cách chơi game của kẹo nên là nhiều khi là hơi bị khô máu quá, chết sớm. Nhưng mà không sao, quan trọng là chơi như thế mới vui anh em ơi. Có gì mà chúng ta đai thì chúng ta lại chơi trận mới thôi. Vâng, và mình sẽ qua cái phía này coi. Phía này chính là phía 150 và... có một chiếc xe Monster Truck anh em ạ. Đánh giá sơ qua về chiếc xe này, nhưng mà từ từ cái đã. Mình thấy là có một đứa vừa chạy lên phía trên này, nhưng mà lại chưa thấy nó đâu cả. Hello em ơi, đang ở đâu vậy? Ủa thật sự là mình không có thấy nó luôn này anh em ơi. Vừa thấy nó chạy xuống đây, mình thấy cái đầu nó lướt qua mà anh em. Thôi, kiểu này thì đành chịu thôi. Chắc là nó đã chạy qua cái khu vực khác rồi. Đây là kẹo nhìn qua thì lại không có thấy này. A đù ở ngay phía nơi em có người nhá em ơi. A đù mày chạy với anh Hải em ơi, đừng có chạy. Hiện tại thì mình đang ở một cái vị trí cao hơn, tất nhiên là sẽ có cái góc nhìn nó tốt hơn và anh em yên tâm đi. Bạn kia kiểu gì cũng bị hạ gục dưới tay súng của sĩ kẹo nhá. Quan trọng là anh em phải kiên nhẫn bình tĩnh. Lúc này chính là lúc mà mình ngồi đây và đợi chờ đây. Wow, vãi trưởng, thằng nào móc lốp mình vậy? A đù tên như này. Móc lốp anh hả em ơi, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Úi dồi ôi, làm sao? Làm sao đấy em ơi? Ui, câu liệu các kiểu cả thì cũng lên bảng đếm số luôn nhá. Để mình coi nào. Xem là cái thằng phía dưới đây đây. Đây hả? Úi dồi ôi, chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Chạy đi em. Anh cho chú ăn liệu nhé. Thôi xong. Ăn no lựu đạn này em ơi, ăn no lựu đạn này. Thêm quả thứ ba này thôi xong. Nó không đai mới lạ anh em ạ. Ngon lành. Một đứa thì đang chạy một con xe mua trần ở ngay chỗ này. NE à? Úi dồi vãi trưởng. Thật sự là không hiểu sao nhưng mà mình bắn toàn là auto vào chảo thì phải. Chán thế nhỉ anh em. Thôi xong. Kiểu này thì đành để cho nó chạy thoát rồi. Lấy con xe Monster Truck này và nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ đuổi theo kịp thôi mọi người ạ. Rồi cứ chạy đi em. Tí nữa mà anh đuổi theo được chú thì chú coi chừng với anh nhá. Chơi với kẹo này thì không đơn giản đâu nhá. Qua wow, 13 người chơi nữa và hình như là cái kia là một cái thính mới rơi à? Có xe chạy qua thì mình lại ham ăn mạng trước cơ. Mày chạy hả em ơi? Làm sao chạy hướng nào? Anh chặn đầu chú nhá, xe anh to hơn mà anh ngại gì chú hả em ơi? Đù cái thằng này. Nó vẫn chạy lên cái phía trước anh em ơi. Ok luôn, anh chờ chú nhá, làm sao? Vẫn chạy nữa cả. Đuổi theo nó luôn nhưng mà thật sự là mình hơi nản tí. Phía sau có thêm một xe nữa này. Bọn này nó đi cái con xe Lamborghini, đâm ra là chúng nó chạy lại nhanh. Còn kẹo chạy con xe Monster Truck này, tuy nó hơi to nhưng mà chạy chậm vãi trưởng. Đây là điểm mà mình cảm giác hơi chán xíu về chiếc xe Monster Truck này, trông nó như máy cày vậy anh em ạ. Thì làm sao mà đuổi theo được siêu xe. Úi dồi ôi, Monster Truck ven đường làm sao mà với được tới Lamborghini mây nhỉ anh em.
Nếu như mọi người thấy những video này của mình hay ấy, đừng quên đó là hãy chia sẻ livestream. À quên, chia sẻ video này rồi là nhấn nút yêu thích nhá. Cảm ơn anh em. Đậu xanh này, tại vì nhiều khi mình like nhiều quá mình quên đấy anh em. Xuống xem ơi. À đủ làm sao? Muốn gì? Ủa ơi, ăn lựu đạn nhá. Ui dồi ôi, spam 12 hả? Hình như là vậy. Đúng rồi anh em ơi, spam 12 làm sao mà ăn được cái khẩu MP40. Rất là chia buồn với bạn này nhá. Công nhận là set đồ mặc cũng đẹp đấy, như kiểu là set đồ ngủ vậy. Tôi nhớ là đấy là cái áo thỏ thì phải anh em ạ, thôi kệ đi. Vào đây, có luôn một con xe nữa ở ngay phía này. Xuống xe em ơi, xuống xe em ơi. Úi dồi em ơi, xuống xe đi. Anh bảo với chú rồi cơ mà làm sao mà chơi nhây vậy, hẳn là không chịu xuống xe cả. Ây à, thôi thì kệ nó vậy anh em ơi. Từ từ nha mọi người. Mình xem mình lại biết đồ nữa và... Đây, ở đây thì không có hòm sắt nào cả. Thôi lên tạm con xe này chạy cho lẹ này. Đó, cái lượng giáp của xe còn nguyên 100% luôn. Phải nói là thật sự là ngon anh em ạ. Đây, quẹo qua phía này. Nãy kẹo thấy là có một đứa ở ngay phía này cơ mà. À đây à, úi dồi nhảy xuống này em ơi, làm sao đấy. Làm sao đấy em ơi, ui dựng bom kẹo nữa cả. Chẳng nhẽ anh lại sợ chủ quá cơ, ui cũng mở P40 cả. Ui, xấy ghê vậy em ơi, xấy ghê vậy em ơi, tuyệt vời nhá. Thanh niên tính chơi kẹo nhưng mà đâu có dễ đâu. Không sao, mình đã có được chính kill. Hiện tại đang có đó là 23 mắt xem rồi nha anh em. Wow, có lẽ là hơi căng đấy. Và chiến thắng top 1 đang đến rất là gần rồi. Quan trọng là mình sẽ quấn cho đầy máu này. Và chơi game một cách nó có thần thái hơn và tự tin hơn thì top 1 nó sẽ dễ thôi. Đây anh em cứ yên tâm ở kẹo. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có gì đây mọi người ơi? Ồ, mình lượm thêm một ít đạn tiểu liên này. Ui bom keo thì phải gọi là vô số kể luôn anh em. Tha hồ mà lượm này, trời ơi. Vô cùng là nhiều bom keo luôn nhé, ngon chưa? Ok, lên xe và tiếp tục săn mạng thôi nào. Hiện tại thì mo càng ngày càng nhỏ rồi. Và đây anh em ơi, chỉ còn lại có 6 người chơi nữa mà thôi. Wow, giờ lại còn lại có 5 này thằng nào. Có ai ở dưới này không vậy? Đây và bo đang chuẩn bị thu lại rồi. Úi dồi ôi, còn lại tính cả tôi mới là 5 người chơi này. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến đó là 20% rồi. Top 1 thì không có xa đâu anh em ơi. Đây, kẹo chạy qua phía này nào. Kiểu này chắc là mình sẽ phi xe gần qua sông luôn. Sau đó là bơi cho nó lẹ anh em ạ. Đây đây, phi xe xuống chỗ này luôn chứ ngại gì. Đâm thẳng lên nhỉ anh em. Đây bơi vào trong nào. What the hell, vãi trưởng thằng nào sớm như vậy. Thôi xong rồi. Ui, đáng thế nhỉ anh em. Kiểu này đâm ra là mình đã bị đai rồi. Sorry anh em. Như vậy là ngày hôm nay thì mình chỉ dừng lại ở top 5 mà thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.